ngon xoắn lưỡi. Đã đến lúc chúng ta chiêm ngưỡng dàn Mỹ Nam của chương trình. Xin giới thiệu chàng trai đầu tiên, Long Thanh. À, Thành Long. Và chàng trai thứ hai, Khách Nguyễn. Trời tôi nha. Chàng trai thứ ba, Minh Thắng. Và tiếp theo là Minh Trường. Và cuối cùng là Bảo Sơn. Vậy người ta bắn thưởng chết. Không có bắn gì. Và đây là dàn siêu phẩm của người ấy là ai? Sao em ruột, đúng khẩu vị không? Chắc là sao xuyến quá. Sao xuyến quá Phong. Thực đơn hôm nay phồng thịnh ha. Mọng nước nha, đậm đà nha. Dày cơm ngọt thịt nha.